Tony Phong xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Tony Phong. Hôm nay là các bạn xong suối. Các bạn xong suối ở dưới kia đấy mọi người. Ngô là các bạn ấy bán, nhưng mà các bạn ấy bán ế. Hôm nay là ngô là các bạn ấy sẽ cầm lên trên này để luộc. Và mình hôm nay mình sẽ cho một chút đường vào. Cho một chút đường vào để các bạn ấy ăn thử xem nào, ngô Angola khi cho đường vào là ăn nó sẽ như thế nào, vị nó có ngon hơn là các bạn không cho đường không. Toàn bộ những cái ngô này là nó đã bị hỏng đấy mọi người. Bắp rất là cái ngô này nó rất là thưa, nó không được dày, nên là mình cầm lên trên này để luộc cho các bạn ấy ăn. Người dân ở đây ấy là người ta không biết uống nước đâu, nhưng mà hôm nay mình sẽ nấu để cho người dân uống thử cái nước ngô này, xem cái vị nước ngô nó như thế nào. Người dân đây là chỉ có lướng thôi mọi người, nên là người ta sẽ không bao giờ uống nước ngô cả. Nhưng hôm nay mình sẽ luộc ngô lên này, và mình sẽ dùng cái nước này để cho người dân đây uống thử xem nào người ta thấy cái vị như thế nào. Ngô mình đang tách ra rồi, số lượng rất là nhiều, toàn bộ là ngô bị hỏng hết đấy mọi người, là nó không có hạt, là nó ít hạt, nó thưa. Mình mang luộc cho các bạn ăn thử. Mình đang bóc thì thấy có một cái bắp ngô thì có lấm này, mình sẽ cất cái lấm này đi để mình về mình hôm nay mình sẽ ăn thử. Đây giờ mình sẽ cho đường đấy mọi người. Ngô là nó lon nữa. Các bạn ấy bẻ để lên trên này luộc luôn. Một con ong. Đường mình đã cho rồi, giờ đợi nó sôi nước lên, xong rồi là nó chín ngô mình sẽ gọi các bạn ấy vào ăn thử ngô, và cũng là các bạn ấy lần đầu tiên được uống nước dâu ngô đấy mọi người. Ngô thì của bạn Su Sà, bắp thì to nhưng mà hạt thì lại rất ít, hạt thưa. Tranh thủ các bạn ấy đang luộc ngô ở trong bếp, còn ở bên này là các bạn làm việc, bạn đang vun lốt ngô bên này. Còn mặt bên này là ngô bắt đầu đang trổ đồng. Hey.
đi nhé. Được rồi, giờ sẽ bắt đầu mình sẽ bỏ ra để các bạn sẽ ăn thử. Nước to đây. Chama peso vi ki come miu. Ngô nóng lắm mọi người, vẫn đang sôi. Mình đã sang bên này cho nó nguội, các bạn ăn nó dễ. Này mình đã cho đường rồi thì ăn ngô chắc là nó ngọt thôi. Ngô này là giống của Bồ Đào Nha nhưng mà sao cái nó lại thưa như nhiều hạt. Tudo bem, só sentar dentro aqui, ó. Một lồi lô như thế này nhưng mà cũng là có đủ chiêu. Vai carregar um bar da boca. Vou ter uma água aqui, vai. Vou ter que fazer muito tempo. Canha, canha, canto. Sorry.
Mùi thơm. Số nếm mút tu bông. Mình đang làm này cho nó nguội nhanh để các bạn ấy uống thử. Em sẽ tốt vụ tuổi. Nên cái bên câu già thì xóa cả bếp. Ta xì. Bánh friu rabbit đúa. Sao lúc xa vì? Thì bà văn đà lù. Sao lúc không? Các bạn ấy thì vừa mới làm ở ngoài kia và bây giờ mình đã luộc ngô xong và để cho các bạn ăn thử. Chủ yếu là hôm nay là các bạn ấy sẽ thử uống nước dâu ngô, tại vì là người dân ở đây là không ai người ta uống dâu ngô cả. Khi mà mình đã nước dâu ngô như vậy thì mọi người là sẽ không uống, nhưng mà mình sẽ mời mọi người để mọi người thưởng thức món nước dâu ngô. Nước dâu ngô thì rất là tốt. Tá bom, igual chá. Dá para gastar um pouco de açúcar, mas tá bom. Assim tá bom, muito açúcar, depois não tomou. Faz madeira. Tem limão. Você tem que dar já baixo. Olha aí, não quero isso aí, não quero. Eu tenho um copo aqui, Tony. Sai daí, fica lá. Entra, senta dentro do aqui, hein? Tony, quero água. Depois espera. Eu vou tratar uma caneta, uma tigela. Mời các bạn này, các bạn này sẽ uống. Nhà thì hạn hẹp mà tốc. Nên là các bạn này sẽ uống thử cái này nút kem tí. Kem tù phô bìa. Tù đủ. Đợt tới này mình sẽ sắm cốc cho các bạn một loạt. Đợt trước sắm có một ít thôi cũng đủ. Đây các bạn thôi là cuối phải là số cả. Aqui vem na barriga de um pouco, vai. Vai dar conta. É água do milho. É água do milho. Água do milho. Mới tiên mình sợ các bạn không uống, nhưng mà bây giờ là khách hàng đấy mọi người. Cú ra kia. Nào, entra aqui. Entra oi, toma ta bicha. Zulu. Nào, Minho nào. Bánh phun đùa, thì là bông à? Thì là để bôi vi mai, thì là vô tùm mai. Các bạn ấy móc những cái lào rồi. Đây là ngô tẻ thôi chứ không phải ngô nếp như mọi người. Tại vì ngô nếp thì ngoài vườn thì vẫn chưa được ăn. Thì đã u mà. Thì là ngô tẻ mai bò. Thì là ngô tẻ mai bò. Ok, giá tu đùi quá. Acabou, tem acabou o rabito do avião aqui, busca mais, hein? Tony Fang. Lời ngô của mình luộc nên như vậy là không bị ế đâu mọi người. Hiện tại là ngô các bạn sẽ ăn thử và nước thì mình cũng đã chia ra rồi. Lát hàng. Tá bom? Tá. Bánh lê kì. Ok. Mình ăn thử xem nào, ngô nó có ngọt không? Bông á. Tuy là cái hạt nó rất là thưa nhưng mà ăn ngô rất là ngọt đấy mọi người.
Ngon, rất ngon, rất ngon. Thế vào cho cả tí đam mê. Đây là con trai của đứa tồn mọi người. Wow. Nên cái cabeça bên tốt là tiếp với mà mau. Các bạn ấy đang thử uống nước ngô đấy mọi người. Ta fish. Pha là. Ngon. Rất là ngon. Rất là ngon. Rất là ngon. Rất là ngon. Hôm nay là bạn Su Sà sẽ lên trên này làm cùng với các bạn xóm suối. Rất là ngon. Ta muito bom. Muito bom. Muito bom. Ué, rei da montanha. Dá sua colher, pô. Dá sua minha colher. Olha também, mané. Acabou o macho. Tira mais. Pode tirar. Sim. Manchotona. Vou encher minha tijana. Nossa panela. Superior. Gali sua. Enche a panela, cota. Enche a caneca. Enche. Não tá cheia, vai repetir. Já pra baixo, mas já vamos sair. Pode meter mais. Chega. Pode meter mais. Gatun. Pode meter mais, aqui, oi. Chega. Dá. Vem pra aquele lado aí, meu irmão. Não tem fascinante. Na Xuxa, vem lá também. Vem lá também na Xuxa. A Xuxa. Mete aqui. Vou meter um bar aqui, tipo. Põe a maneira. Levanta o banana. Você ainda ficou por despejar aqui? Despeja. Hôm nay biết là bạn Sư Sà là cũng ngăn tham lắm đây này mọi người. Ôi gì em tên đây à, Sư Sà banh của đô rùa. Cho sao kia papa nè nè. Que papá, đúng rồi. Yeah. Nên nên fala. Su sa, que papá. Ele é trai của bạn. Ele só come. Ele é con trai của bạn Newton. Hôm nay thì là các bạn cũng đã được thưởng thức món ngô mà luộc lên để lấy nước uống. Người dân đây thì là không sử dụng nước ngô để uống đâu mọi người. Thường là các bạn ấy sẽ lướng ngô là chính, ăn lướng ngô thôi. Hôm nay là mình để cho các bạn ấy biết được là cái nước ngô này là nước bác sĩ là uống được. Mà cũng rất tốt cho sức khỏe. Hoje eu vou dormir aqui, que vai falar só aqui. Tá aí, colher pequena. Beleza, bem grande, aquela ali, aquela. Isso, aquela é colher. Còn hôm nay video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye bye. Nên bye bye mọi người nha. Bye bye nào, lên đây bye bye nào. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chào. 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 Ok.